chấm mấy cục nữa đi, chấm tê đi. Tê chắc bên kia rồi. Dịch vừa rồi ở quê bình thường à, chỉ có đi là không được à. Đi đi Sài Gòn mà nấu thứ tư đi chứ mới kinh chứ từ thứ năm vậy đó à, thứ năm đi em đi có việc rồi thì thứ năm đi cũng được. Mở gần em ha, thứ sáu này khai trương này.
Đứa thì em chỗ coi đó thử, mà nói chỗ gì trắng ý là chị, em coi thử chỗ hắn rộng không, cái hợp làm với hắn mà nó tăng chỗ tóc luôn chị. chứ ráng sau đó mình nói luôn. Ý là em cũng đang tính là kêu hỏi chị, là nhờ chị nói hỏi giùm anh Lâm coi Mà anh Lâm mắng á. dễ tính, tính nó tội lắm. Em kêu là có chỗ nào gần đó thì em thuê luôn. Ý là em phụ luôn á kìa, không thì em ở đây em làm trong tiệm tóc rồi em kiểu như em phụ đầu đồ làm để sau này có người phụ hắn á, để xả thuốc xả đồ đó, rồi nói chung mình đặt cái giường hỏi thử chỗ hắn có rộng không, có lầu không, còn không thôi, còn nhỏ quá thôi, nhỏ quá thì em nên đi thuê chỗ khác mà gần em à. Ý là cái chỗ đó, ý là nhà em thì ở trong kia là nó cũng ít khách thôi, chứ còn ít 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 dân thôi, chứ còn ở thị trấn thì nó là cái chỗ đông dân nhất đó chị. Bây giờ hầm mở ở đó, đó thì anh Lâm cũng cũng mở được số heo, thì em thì tính mở ở đó vậy. Không chị mà chị là chị giáo viên, chị hỏi anh Lâm giùm em đó. Để chị Chị hỏi. hỏi những gì cho em cũng không biết thôi, chứ em cũng không nghe anh Lâm hết được. Anh làm mà anh giỏi chắc thì phải cho các khách thôi. Chị Làm được, ok. cũng chị cũng đang biết là trong nước thành đó kìa. Em hồi xưa em học ở Tư Kỳ nên nước thành em không có quen biết gì nữa. Thì mở ra em mở cái hộp với cháu gì đó. Trời, hỗ trợ cho nhau luôn á chứ, quá tốt luôn. Làm tính ok lắm, tính được nhiều đứa tính chi chi mua tội lắm, sống tình nghĩa. À, chị đeo ấy, chị thứ sáu này chị gửi gửi khai trương đồ đó, gửi tiền trang xíu cho ít tiền để cho may mắn, cái gì là hoa này. Rồi hỏi cái chỗ thì có dư chỗ không? Vì có khách làm tóc á, họ bị mụn á, cái là mình tư vấn luôn. Rồi đó thì cỡ tầm tháng mấy triệu rồi. Em thấy nhỏ nhỏ thì chị nghĩ là chắc cũng cỡ 3 triệu là cao tay. Không có cao hơn nữa đâu, vì nhỏ là khác to. Thôi kệ, bước ngoặt đi. Nói bạn em kêu thôi chị, em bảo làm mấy cái chức năng chị kêu là ăn sáng nó lên một chút em ở nhà làm, bây giờ em bảo làm những hỏi. Anh có nói gì không? Thôi, cũng có, đúng rồi. Thì em lụi tay nghề mà em giúp mày là mất thời gian của em. Phí em nè, chị nói thiệt. Không thì em làm ở đây với em như đứa là chứ em mà làm như thế là thâu vậy, phí phạm thời gian. Mình cứ ở đó tuần mình về nhà lặn. Ở đó thì em về hôm nào cũng được, cái thời tối tối làm xong thì em về nhà thôi, Chục cái gần đi nữa xa mà, không mấy còn cây cái gì.
Ừ. Đây phải 20 phút à? Hay lâu hả? 5 cũng thích làm chung chung cho đỡ chứ, người ta cũng thích làm phán đông vui quá, khi hỗ trợ cho nhau. Nhau trước chị với chị Cúc cũng rất đó. Chị ba em gội đầu về với chị, mình không có khách, mình phụ phụ giúp nhé. Xả tóc đồ ví dụ đi. Cái nó có lầu á thì mình cái lầu là em thuê lại một vòng đó. À, không có lầu, chị cũng nhớ mà là hình như không. Em mới vô à? Vô im lặng dễ sợ. Em qua phòng bên kia giúp chị mới được không? Ý là em chào chị à? Ôi. Hiền Ni à? À. Tưởng mua là ui chùi. Bài luôn.
xíu nữa. Còn cái tráng nữa là xong rồi. Tráng. Quay đã hả? Còn xíu nữa xong rồi.